Thằng này xả gì rồi nè? Bây giờ cái nậu của nó bự đó. À, to này, to bằng cái con trọ luôn rồi nè. Cái nậu nó bự. Dạ. Đó, trên này nè, trời ơi. Đậu trái xanh hết rồi nè. Dòng tinh dầu này kèm chung mấy cái bộ này phun được luôn. Tinh dầu thì nó có màu pha ra nó kiểu như màu sữa. Đợt này thì nó không bị đóng váng rồi, không bị dính phi rồi, vui vùa thảo mộc thôi. Cái này anh xài này rupee không vậy? Cái này anh cộng chung được. Cái này là nó chuyên trị nấm diệt khuẩn, nó bị kiểu như thán thư này. Sau này có trái thì nó bị ghẻ trái, ghẻ lá thì anh xài cái này. Bình thường á là một chai pha cho 4 phi, mà sau này nó bị á, cảm thấy bị rồi á, là có thể một chai tăng liều cho 2 phi. Cái này liều cao được, này ở những cái góc sinh học thôi, góc hữu cơ sinh học thôi. Cái này á mình phun á để mà mục đích á là nó già cái lá đài nhanh, nó không bị cạnh tranh của cái thằng hoa và cái lá. Đó. Cái thằng này là axit amin cộng với trung vi lượng này. Đó, anh cộng chung với cái bộ bo canxi luôn cho em. Canxi organic á với lại thằng bo gel á, solubo đó. Tại sao phải xài riêng? Hồi xưa là em xài một cái chai canxi bo, nhưng mà cái hàm lượng bo trong đó nó rất là thấp. Và sau này em xài ra riêng á, thì cái phần trăm nó cao hơn và nó dễ hấp thu hơn. Thấy hoa nó ra nó mập không? Đó, mấy cây mà chưa bung cần, những cây suy là tới cái này. Thằng này một dạng siêu lân này. Thằng này mà em xài mà thời kỳ trái nó sổ trái á. Thằng này là không nên xài thời kỳ trái. Những cây mà nuôi trái nhiều á mà cảm thấy suy á là có thể đi bộ 2 này. Còn bộ 3 á là cho những cây lấy cơi, những cây suy. Tại mấy cây này tính năng tính dục nè. Mấy cây đó là anh tưới cho em bộ này. Rồi bữa anh xuống anh rồi cái bộ này. Bộ này đúng. Cộng với can mít gel á, cộng chung với can mít gel tưới để cho nó bật chồi. Chồi ra cộng với nếu mà có điều kiện bón thêm số 9. Số 9 ngoài kia. Vậy thôi. Theo ca mắc mà tưới. Ừ. Không, cái dòng hữu cơ tới đậm đặc không sao anh. Ừ, cây này thì nó ra nhiều nè. Được cái hoa mình á nó rất là mập. Ừ, cố gắng phun dày đi. Bên này nó ra nhiều nè. Nó ra nhiều á tại vì dinh dưỡng nó tập trung nhiều á thì cái hoa mình hơi ốm. Cố gắng phun dinh dưỡng dài cho em. Đó, đậu trái xanh hết rồi này. Khu này thì hồi xưa anh trồng dày á, giờ nó rợp. Hoa ra tươi này, mập này. Đó. Đây là cái vườn khác, vườn này. Cái này là mấy năm rồi anh? Cây này cũng 5 6 năm rồi đó. Còn bên kia là mấy năm? Cây kia mới có 3 năm mấy rồi. 3 năm mấy mà làm lên đầu vậy là quá tuyệt rồi. Đầu á, cái đó à? Làm lên đầu á. Còn mấy thằng này nó suy hơn. Trái anh bán thường thường nhiều rồi. Ừ. Anh để ra tự nhiên vậy không à. Nhưng mà anh quan trọng là lấy được cái dần cơi sau này. Anh thấy cái cơi lá sau nó mướt không? Mướt nó xanh. Đó, làm bông theo cái phương pháp này thì nó không bị suy cây. Mình lấy lại được cái dần cơi. Cái này là hồi xưa do mình bấm cành non thì nó đi lá nhiều. Đây, những cái cành già thì nó sẽ đẩy ra hoa này. Cái việc á bà con mình làm thất bại á là cái việc thứ nhất là chọn cành sai nữa. Mình bấm cành sai cách á thì nó cũng thất bại bà con. Không phải á, một á là mình ép không tới rồi. Thứ hai á là mình chọn cần cái người bấm mà bấm sai, người ta không biết bấm á là cũng đi luôn. Bởi vậy em hay nói đùa á là anh bấm sao mát tay á là cái kỹ thuật bấm đó. Chứ, nhiều khi mình ép tới rồi, ép tới nó ra rồi nhưng mà người ta bấm mà kiểu như là bấm mất cái cần nhện của mình luôn, mất cái mầm luôn. Bấm sâu. À, bấm sâu quá là nó mất mầm luôn. Thường thường á là đa số á là cái mầm hoa nó sẽ đẩy về đây này. Khi anh vun dinh dưỡng á thì cái lá mình nó sẽ hút vào đây. Nó nhiều hơn. Anh nghĩ mấy cái này là anh bấm hơi xa nè. Cái này mình bấm hơi xa với lại nó còn non. Cần nó còn non. Những cành già lên gân này. Anh để lên gân á thì nó dễ ra hoa hơn. Mà hoa như vậy thì nó dễ đầu này, lúc xả nhị là cái hoa mình nó cái lá mình nó mở lá luôn. Rồi. Rồi. Lấy lại bưởi cành lá. Cái này anh cũng làm luôn. Ừ. Đậu trái xanh hết rồi nè. Như mấy thằng đó rọt rọt nó cũng ít ra. Hoa nó tươi. Đó, chỉ cần ra như vậy là thích này, không cần ra một chùm nhiều đâu, chỉ cần một hai ba hoa như vậy trên một cành thôi, sau này mình tuyển đi. Đó ra như vậy này, cố gắng quản lý cho em cái sâu vẽ bùa thôi.
đây nè. Dạ. Nó trung thuần rồi thì nó dễ hơn á. Mấy bình tơ thì mình phải chịu khó mình ép nhiều thôi. Nó thuần. Ép nhánh mình bấm hơi cao cao trên mà giờ nó ra hết được. Đó, thuần rồi nó ra đập nghẹt đó chứ. Đó, vậy mà bảo em nó không ra. Ra ít á, ít á. Thấy ra mình chết rồi. Vậy mà ít á, trời ơi. Mười mấy triệu rồi đó. Vậy mà ít á. Anh đâu sợ rồi, trời ơi. Trời sao đây. Đây hoa nó thấy vậy mà ít vậy anh? Mà buổi chiều anh ra anh thấy nó nở. À. Trắng hết. Lúc mà nó lên nụ chưa thấy, lúc hoa á, à hoa trắng mới thấy và sau này khi mà nó đậu trái rồi mới mới thấy cảnh. Đó, em đi quay qua nhiều cây cho bà con xem này. Không phải là cứ một cây ra bông mà nó ra đều. Đó, được cái là mình làm theo cái phương pháp này thì nó vẫn đi cơi và nó nhìn nó cái dàn lá rất là xanh. Lá xanh. Xanh này, thấy không? Mở lá này. Đó, quay vậy thôi nhưng mà đi nó quay kỹ kỹ này. Nó đâu có ít đâu mà. Thấy không? Đây này, thằng này xả gì rồi này. Bây giờ cái nụ của nó bự đó. À, to này, to bằng cái con trỏ luôn rồi nè. Cái nụ nó bự. Dạ. Đó, trên này này. Trời ơi. Anh thử đếm đi. Nếu mà anh nói ít anh thử đếm cho em xem nào. Không đấy, đây này, quá trời luôn này. Sau này mình tuyển nha. Nếu tuyển á thì tuyển cho em nhiều lần. Lúc trái nhỏ tuyển lần, trái lớn tuyển lần, bằng cái chén tuyển lần cho nó đẹp. Tại vì nhiều khi là cái trái mình nó bằng cái chén á thì nó sẽ có những cái vết chích của con côn trùng, như nó bổ xịt muối này kia đi thì nó xấu cái trái đi. Thì sau này anh tuyển đi. Đó. Tuyển nhiều lần cho em. Được cái hoa vừa nãy nó rất là mập. Cái này thì khó rụng lắm anh. Một là cái hoa mập, hai là khi trái mình á nó sau khi xả nhị nó xanh trái. Anh thấy cái gì không? Cái trái mình nó xanh không? Nó khó rụng lắm. Thứ ba nữa là cái cơi mình nó đang bánh tẻ rồi, nó không bị cạnh tranh dinh dưỡng thì nó đỡ hơn. Đó. Đó. Đi mà để ý mới thấy nhiều nha. Cố gắng giờ là cho anh phun cái bộ dưỡng canxi, bo, axit amin, những cái chất điều hòa sinh trưởng cho anh phun dưỡng cái bông này. Và khi đầu trái bằng quả trứng gà thì mình mới bắt đầu bón phân. Ở thời điểm này thì mình cho anh bón đó là cái dòng temix cộng vô số 9 thôi. Anh bón được cái temix anh Tùng là sau này cái trái của nó tròn lắm. Nó không bị méo. À, hoa này. À, đó. Nó sẽ bị nó sẽ tròn trái, nó xanh trái. Đó. Quá tuyệt vời rồi. Mấy cái cây mà yếu này, cảm thấy yếu này, đẩy cho em cử mít keo. Cho đẩy mít keo luôn. Cho nó bục bật trồi ra. Tại vì cây này nó cảm thấy nó yếu, nó rợp á. Rợp nó yếu thì mấy cành này nó chưa bung này. Mấy cành này nó chưa bung này. Còn một số cành nó bung sớm này. Hoa nó ra rất là mập ha. Cái dinh dưỡng mình nó đủ á, cân đối á. Hoa nó tươi. Quay lại cho bà con xem. Một cái vườn bưởi đang theo quy trình của nông nghiệp xanh, đã một bưởi Tết đã ra hoa xả nhị và bây giờ đã đậu trái hết rồi bà con ha. Thì nếu bà con mình cần quan tâm tư vấn những cái sản phẩm của nông nghiệp xanh thì có thể liên hệ qua số hotline để được đặt hàng sản phẩm chính hãng của nông nghiệp xanh là 0948 661 669. Thân ái chào bà con.